705 Tây lịch, vào ngày rằm tháng giêng, vua Trung Tông, vua Trung Tông và Tắc Thiên ban chiếu rằng trẫm thỉnh hai sư An và Tú vào trong cung cúng dường, mỗi khi rảnh việc thì nghiên cứu về Nhất Thừa. Hai sư đều nhường rằng phương Nam có Huệ Năng thiền sư được mặc trao pháp y của đại sư Hoằng Nhẫn, được truyền Phật tâm ấn, nên thỉnh ngược người đến thưa hỏi. Nay sai nội thị thuyết giảng mang chiếu nghinh thỉnh, mong thầy từ niệm chống đến kinh đô. Tổ dân biểu từ bệnh, nguyện trọn đời ở nơi rừng núi tiết giảng thưa. Ở kinh thành các thiền đức đều nói rằng muốn được hội đạo ác phải tọa thiền tập định, nếu chẳng nhân nơi thiền định mà được giải thoát là chưa từng có vậy, chưa biết thầy nói pháp như thế nào. Tổ bảo do tâm mà ngộ, há tại ngồi sao. Kinh nói nếu nói Như Lai hoặc ngồi hoặc nằm, ấy là người hành đạo tà. Vì cớ sao? Không từ đâu lại, cũng không có chỗ đi, không sanh không diệt, ấy là Như Lai thanh tịnh thiền. Cáo pháp rỗng lặng, ấy là Như Lai thanh tịnh tọa. Cứu cánh không chứng, há lại có ngồi ư? Thì đoạn này tôi nhắc lại cho tất cả quý vị thấy, ngày xưa là cái thời vua chúa, mà cái lệnh của vua chúa thì ít ai dám từ. Hơn nữa là mình một vị tăng mà được vua chúa lưu tâm chú ý tới, mời thỉnh thì thấy có vinh dự không? Do đó cho nên khi mà được mời, được thỉnh thì tự nhiên là ít có ai dám từ chối, cũng như ít có ai mà không vui để đi về kinh đô. Thế mà với tổ, ngài đâu có lớn tuổi hơn ngài Thần Tú. Thế mà khi được cái chiếu chỉ của nhà vua thì ngài liền dâng biểu ngài từ bệnh. Ngài nói rằng nguyện trọn đời ở nơi rừng núi, đó là ngài chỉ hứa rằng trọn đời ở rừng, ở núi tu hành thôi, chứ không muốn về kinh thành. Thì như vậy, đó là một cái điều khiến cho chúng ta thấy một cái gương sáng của người xưa đối với danh, với lợi, các ngài coi nó không ra gì hết, chỉ cốt làm sao nuôi trí tu hành, cái đó là cái trên hết. Vì vậy mà các ngài từ chối. Rồi tới cái chuyện mà thuyết giảng hỏi về tu, thì ông cho rằng tất cả các cái thiền đức đều bảo rằng tu thì phải tập tọa thiền tập định, nếu mà không nhân thiền định thì không có giải thoát. Thì tổ bảo rằng đạo do tâm mà ngộ, há tại ngồi sao. Thì cái câu này là một cái câu mà chúng ta phải nhìn ở cả hai mặt. Nghĩa là mặt thứ nhất, đạo
là chỉ cho cái tánh giác, tâm mình ngộ, tâm mình giác, chứ không phải ngồi mà giác hay là đi đứng mà giác. Cái ngộ là phải tâm mình giác. Vì vậy cho nên đạo cho tâm mà ngộ. Nó phải ngồi sao? Nếu nó ngồi mới giác thì có nhiều vị đương đi bỗng như ngộ. Ví dụ như ngài Linh Vân nhìn thấy hoa đào nở thì ngộ, thì cái đó đâu phải ngồi, phải không? Còn như cái ngài Thương Nghiêm cuốc đất rồi gặp cái hòn sỏi lượm ném ở trong bụi tre nghe một cái cốc cái ngộ, thì như vậy đâu phải là ngồi, phải không? Như vậy thì để thấy rằng cái đạo gốc là tâm mình ngộ, chứ không phải gốc ở cái hình tướng ngồi, thì đó là một cái lẽ thật. Nhưng mà rồi có nhiều người không hiểu, nghe nói cái câu này cái rồi chấp. Như vậy thì đạo không cần ngồi, phải không? Mà giờ quý thầy bắt mình ngồi thiền đau cái chân gần chết, phải không? Bây giờ muốn ngồi hay không ngồi? Thôi ưng đi chơi đi dạo thông thả cũng thể ngộ được, lựa là ngồi đó. Rồi khi chấp như vậy rồi á thì người ta trở thành cái bệnh không chịu ngồi. Bởi vì sao? Ban ngày thì chúng ta đi đứng, nhưng mà tối lại giờ yên tĩnh thì ngồi tốt chứ, phải không? Thì chẳng lẽ giờ yên tĩnh lại muốn đi nữa, đi không? Hay là tới tối rồi còn muốn cởi xe vòng vòng thành phố? Tối thì phải ngồi thiền, phải không? Thì đó là cái giờ mà chúng ta có để tu tập. Chứ đừng có chấp cái câu này rồi nói đạo do tâm ngộ chứ do ngồi sao đó. Rồi cứ cởi xe chạy vòng vòng hoài đó thì chắc là nó thành cái bệnh lớn, chứ không phải là cái gốc của tu. Thì khi đó tổ mới nói rằng nếu nói Như Lai hoặc ngồi hoặc nằm ấy là người hành đạo tà. Cái câu này là xuất xứ từ đâu mấy huynh đệ biết không? Từ đâu? Kinh Kim Cang. Bởi vì tổ ngộ Kinh Kim Cang cho nên ngài dẫn Kinh Kim Cang. Nghĩa là nếu mà nói là Phật là ngồi hoặc Phật là nằm á thì đó là hành đạo tà. Vì sao? Vì Phật là giác, thì cái giác đó ngồi nằm đi đứng đều giác hết á. Chứ đợi ngồi mới giác hay là nằm mới giác á, thì đó là cái giác có chừng hạn, có cái thời, có lúc, không phải là toàn giác hay là hằng giác. Bởi vậy cho nên ngài nói như vậy là người hành đạo tà. Vì sao? Không từ đâu lại, cũng không có chỗ đi, không sanh không diệt, ấy là Như Lai thanh tịnh thiền. À, cái người mà đạt được cái thiền Như Lai thanh tịnh á, thì cái thiền của Như Lai thanh tịnh này nó không đến không đi, nó không sanh không diệt. Bởi vì đó là cái tâm thể thanh tịnh của chính mình ngộ được cái tâm đó, mình sống được tâm đó, gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Mà cái tâm thanh tịnh đó lúc nào nó cũng hiện hữu, không phải nói đi mới có hay là đến mới có hay là có khi sanh có khi diệt. Các pháp rỗng lặng ấy là Như Lai thanh tịnh tọa. Đối với các pháp mình không dính, không kẹt, không đuổi theo, đó gọi là tọa. Cứu cánh không chứng há lại có ngồi sao? Nói cứu cánh không chứng câu này có nghi không? Bởi vì người nào nói tu á thì cũng đều cầu chứng hết á. Tu để mà chứng, tu để mà đạt. Mà ở đây ngài nói cứu cánh không chứng thì cái điều đó nghe dễ hiểu không? Bây giờ quý vị tu có muốn chứng không? Ai tu thì cũng muốn chứng, chứng đạo. Mà bây giờ ở đây lại nói cứu cánh không chứng nghĩa là sao? Bây giờ tôi tạm thí dụ như chúng ta có sẵn một cái món đồ quý, chúng ta chôn cất ở một cái chỗ nào đó. Khi chôn cất đó thì có người thân họ cùng biết. Nhưng rồi một thời gian người thân nó đi khỏi,
Rồi mình bây giờ trôn lâu cái quên, không biết ở đâu. Khi không biết ở đâu đó là mình hoảng hốt lên, mình tìm kiếm không ra. Tìm kiếm không ra thì lúc đó mình nghĩ rằng cái của quý của mình bị mất. Rồi bỗng dưng cái người mà quen hồi xưa biết chỗ mình chôn về cái chỉ thẳng cái chỗ đó cho mình, mình bươi lên mình lấy được. Lấy được đó là mới được hay là đã của mình lâu rồi? Thì mới lấy là được mừng lắm, tưởng như là mới được, nhưng mà sự thật có phải mới được không? À, cái đó là cái của sẵn của mình, chứ nó không phải của ai đem đến mà gọi là được. Như vậy thì cái được đó nó không có thiệt được, phải không? Chẳng qua là quên đi rồi moi lên, người ta chỉ moi lên lấy mới được. Chứ còn cái đó là của mình chứ không phải là của ai. Đã là của mình thì không thể nói được. À, như vậy thì cái tâm thanh tịnh hằng giác của chính mình, thì cái tâm thanh tịnh hằng giác đó gọi là đạo hay gọi là Phật tánh, nó là sẵn nơi mình. Bây giờ mình tu là để dẹp phiền não, sạch hết những cái ô nhiễm, rồi sống được với cái tâm thanh tịnh đó, thì gọi đó là đạt đạo, là chứng đạo, là cái lối nói gượng. Chứ sự thật nó đã sẵn có rồi. À, bởi vậy cho nên nói đến cái chỗ chân thật thì tổ nói cứu cánh không có được. À, há lại có ngồi ư? À, nói như vậy thì như tổ ở đây bác ngồi phải không? Phải bác ngồi không? Dường như là bác ngồi, nhưng mà phải tu thiền cũng phải ngồi hết, phải không? Như vậy thì tại sao tổ bác mà mình làm? Đây tổ bác ngồi là bác cho cái ngồi đó mới đạt đạo, mới chứng đạo. À, thì tổ bác, chứ không phải tổ bác hoàn toàn không cho mình ngồi. À, đi đứng nằm ngồi đều tu hết, nhưng mà ngồi là một phần của các quay nghi thôi. Còn mình lại cho cái ngồi là cứu cánh. À, ngồi đó mới thực là tu. Thì do đó cho nên tổ bác. Chứ còn nếu mà nói thì chính Đức Phật Thích Ca sau khi ngộ đạo rồi, ngài còn ngồi thiền không? À, mỗi chiều khi đi khất thực xong về thỏa trai rồi thì tới xế chiều ngài vô rừng ngài ngồi thiền. Thì như vậy có một thầy Tỳ kheo hỏi: Thế Tôn đã đạt đạo rồi, đã giác ngộ viên mãn, mà tại ngồi thiền đó, một là để cho cái sức khỏe tăng trưởng, hai đó là để nhắc nhở cho đệ tử ta sau này thấy rằng Như Lai đã đắc đạo rồi mà vẫn còn ngồi thiền, huống nữa là người chưa được đạo đó. Thì mấy huynh đệ thấy Phật nhắc như vậy đó, mà mình bây giờ sao? Chưa được đạo mà có khi cũng làm biếng ngồi, phải không? Đó, huống nữa là nếu Phật không nhắc thì chúng ta không biết ra sao nữa. Đó là cái đoạn trả lời câu hỏi thứ nhất của ông Thuyết Giảng. Bây giờ ông Thuyết Giảng hỏi thêm: Thuyết Giảng xưa, đệ tử trở về kinh, Chúa Thượng ác hỏi, cuối mong thầy từ bi chỉ bài tâm yếu, để sâu lại hai cung và những người học đạo ở kinh thành. Ví như một ngọn đèn, mồi trăm ngọn đèn, chỗ tối đều được sáng, sáng mãi không cùng. Thì cái câu hỏi của ông cũng rất là đạo lý. Nghĩa là ông hỏi tổ chỉ cái tâm yếu, để rồi ông mang cái đó về trong cung đình để truyền bá lại cho những người khác hiểu. Giống như là một ngọn đèn mình đốt cháy rồi thì đem những ngọn đèn khác tới mồi, nó đều cháy, khiến cho mọi nơi đều sáng. Thì câu hỏi đó rất là hợp lý. Nhưng mà tổ lại bác, tổ bảo đạo không có sáng tối. Sáng tối ấy là nghĩa thay nhau, sáng mãi không cùng cũng là có ngày hết. Vì đối đãi mà lập tên,
Kinh Tịnh Danh nói pháp không có so sánh vì không có đối đãi. À, cái câu này mới nghe thật là khó hiểu. Đúng ra tất cả chúng ta đều quen nói tinh thần nhập thiền á, gọi là truyền đăng tục diệt, phải không? Truyền đăng là trao đèn, tục diệm là nối lửa, nối đuốc. Đó, nghĩa là mình trao đèn, nối đuốc. Mà nói tới đèn đuốc là nói tới ánh sáng. À, thì ánh sáng đó là tượng trưng cho cái trí tuệ, giác ngộ. Người học đạo giác ngộ rồi chỉ dạy lẫn nhau để cùng được giác ngộ, giống như là trao đèn, nối đuốc vậy. Nhưng mà ở đây tổ lại không chịu. Tổ nói rằng đạo không có sáng tối. À, bởi vì chúng ta quen nói sáng là để nói lên cái ý nghĩa hết tối, nhưng mà sáng lại là đối với tối, phải không? Mà đã là sáng thì tất nhiên phải có tối, cho nên tổ nói sáng tối ấy là nghĩa thay nhau. À, sáng hết sáng thì tối, hết tối thì sáng. À, đó là đổi thay. Sáng mãi không cùng cũng là có ngày hết, nói sáng mãi chứ rồi cũng có ngày phải tắt à, phải không? Cho nên cái đạo này không có ngày cùng, còn cái sáng tối là cái có ngày cùng. À, bởi vậy cho nên tổ mới bác cái nghĩa sáng, sáng là đối với tối, mà hai cái đối đãi thì nó không phải là cái thiện, không phải là cái bền. À, bởi vậy cho nên mới dẫn Kinh Tịnh Danh để làm chứng. Nó là pháp không có so sánh vì không có đối đãi. Cái tâm Phật đó nó không có đối đãi, bởi không có đối đãi cho nên không có phải dùng sáng tối để mà so sánh với nó được. À, thuyết giảng xưa, sáng dụ cho trí tuệ, tối dụ cho phiền não. Người tu đạo giả như chẳng dùng trí tuệ chiếu phá phiền não thì các sanh tử từ vô thủy nương vào đâu mà ra khỏi. À, cái câu mà ông thuyết giảng ông thấy ông không bằng lòng, vì nói rằng sáng tối nó là pháp đối đãi không thiệt. Thì ông nói rằng sáng là dụ cho trí tuệ, tối là dụ cho phiền não. Mà mình tu thì phải lấy trí tuệ để chiếu phá phiền não. Mà nếu không dùng trí tuệ chiếu phá phiền não thì cái sanh tử từ hồi nào đến giờ làm sao mà mình dứt, làm sao mà ra khỏi. Tổ bảo phiền não tức là bồ đề, không hai không khác. Nếu dùng trí tuệ chiếu phá phiền não, đây là kiến giải của hàng nhị thừa. Căn cơ xe nai xe dê, còn những bậc thượng trí đại căn ác không như thế. À, mấy cái đoạn này thật là khó, bởi vì ngài nói tới cái lý thượng thừa. Bởi sao? Ngài cho rằng nếu mà mình thấy trí tuệ, thấy phiền não hai thứ rời riêng, mà nếu hai thứ rời riêng thì tức là cái nhìn hai bên đó, cho nên ngài nói cái nhìn của nhị thừa. Còn với cái nhìn của các hàng Bồ Tát, phiền não tức là bồ đề. Nói như vậy thì nghe có khó không? Nói phiền não khác, nói bồ đề khác thì mình dễ hiểu. Mà nói phiền não tức bồ đề là cái điều mình thật là khó hiểu. Nhưng cái khó hiểu này tôi tạm dùng một hai cái thí dụ từ xa tới gần. Bây giờ khi chúng ta ra ngoài biển, nhìn xuống biển khi trời gió nhiều thì thấy nước biển nổi sóng ầm ầm, thì như vậy chúng ta thấy những lượng sóng thì chúng ta gọi đó là sóng, phải không? Như vậy thì có cái danh từ sóng khác với cái danh từ nước. Nước sóng
như là hai, thấy không? Nước và sắt. Mà cái đó phải hai không? Nếu rời nước mà có sóng thì nó mới hai, thấy không? Nhưng mà rời nước là không có sóng thì như vậy tuy có hai tên mà sự thực là không có hai thể, phải không? Có hai tên nước và sóng mà không có hai thể. Nghe chỉ lặng sóng tức là nước, mà ngay nơi sóng đó cũng là nước chứ không gì hết. Khi nào mà sóng ầm ầm, mấy huynh đệ lấy thao, lấy những cái đồ mình múc nước ở trên lượng sóng đó, thì múc nước trên lượng sóng đó là ngay nơi sóng đó nó đã là nước rồi, phải không? Chứ đâu có rời sóng mới có nước. Đó, cũng như vậy, phiền não là gì? Phiền não là cái hiểu biết đang rối loạn, bực bội, khó chịu ở trong tâm mình thì gọi đó là phiền não. Mà những cái hiểu biết bực bội rối loạn đó nó lặng xuống thì nó là gì? Nó là cái tâm trong sáng. Trong sáng, mà trong sáng tức là bồ đề, cái gì? Nó không rời cái hiểu biết rối loạn mà riêng cái tâm trong sáng. Nhưng khi cái tâm rối loạn đó lặng xuống thì nó thành tâm trong sáng, phải không? Thì giống như nước lặng xuống thì thấy mặt biển phẳng. À, như vậy mặt biển phẳng không rời các cái lượng sóng nổi ầm ầm. Thì những lượng sóng nổi ầm ầm đó chính là mặt nước phẳng. Khi nó lặng xuống thì mặt nước phẳng. Thì cũng như vậy, những cái phiền não rối loạn lặng xuống là tâm trong sáng. Mà trong sáng tức là bồ đề, không có gì khác hết. Như vậy thì ở đây tỏ thấy ngay nơi cái phiền não đó lặng xuống là bồ đề, chứ không tìm bồ đề ngoài cái phiền não. À, cũng như bây giờ nói gần, ví dụ gần cho mấy huynh đệ thấy, khi mà mấy huynh đệ có ai nghe ai nói một câu gì trái tai, nổi giận lên, thì nổi giận lên á, lúc đó là mình khởi cái tâm phiền não hay là cái tâm thiện? À, phiền não. Mà khi mà nổi giận á, vừa nổi giận cái mình tỉnh liền, biết tu mà giận người ta là không tốt, cái nó lặng xuống. Thì như vậy khi nổi giận á, lúc đó là người hiền hay người dữ? Mà khi cái giận nó lặng xuống là lúc đó người hiền hay người dữ? À, khi nổi giận á, thì mặt đỏ, tai muốn cung tai, muốn thoai người ta, phải không? Thì lúc đó là cái kẻ dữ. Nhưng mà cái giận nó vừa lặng xuống á, thì lúc đó là người hiền. Như vậy thì cái người hiền và kẻ tiếp giảng thưa, thế nào là kiến giải đại thừa? Tổ đáp: minh cùng với vô minh, phàm phu thấy hai, người trí rõ suốt tánh nó không hai. Tánh không hai tức là Phật tánh, là thật tánh. Thật tánh ở phàm ngu mà chẳng giảm, ở hiền thánh mà chẳng tăng, trụ trong phiền não mà không đoạn, không loạn, ở trong thiền định mà chẳng lặng lẽ, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng đến, chẳng đi, chẳng ở khoảng giữa và trong ngoài, không sanh không diệt, tánh tướng như như, thường trụ chẳng đổi, gọi là đạo. À, cái nhìn này là cái nhìn của tổ. Ngài nói rằng minh, tức là trong kinh thường nói minh và vô minh. À, vô minh là không sáng, minh tức là sáng. Thì cái gốc sinh tử của mình trong 12 nhân duyên là từ vô minh, thấy không? Tức là từ cái không sáng. Nhưng mà cái vô minh và minh, người phàm phu thấy hai, chớ cái người có cái trí sáng trước thấy nó không hai. À, bây giờ tôi tạm ví dụ. Ví dụ trong cái nhà tối, căn phòng tối mò, thì như vậy đó,
mình nhìn trong căn phòng ban đêm không đèn thấy tối mò, thì cái tối hiện ở trong căn phòng chúng ta nhìn ra ngoài thấy có đèn có trăng thì nói nó là sáng, ở trong phòng là tối. Nhưng bây giờ ngay trong phòng này mà mình mở đèn lên thì nó sập. Như vậy thì cái tối và cái sáng là hai một. Thiếu đèn thì gọi là tối, phải không? Có đèn thì tự nó là sáng rồi. Chứ nếu nó là hai á, khi mở đèn ra thì mấy cái tối ùa chạy ra, phải không? Cái sáng nó nổi lên thì cái tối phải chạy đi thì mới thành hai. Còn này đang tối mở đèn lên thì sáng, chứ không có, không thấy cái tối nó chạy đâu trên, phải không? Nếu hai người, ví dụ như một người mặc áo trắng, người mặc áo đặc đen, hai người cùng đứng, bây giờ cái người áo trắng đi ra thì còn lại người áo đen, còn người áo đen đi vô, người áo trắng đi ra thì còn người áo đen. Nghĩa là một người đi một người ở, thì người này đi còn người kia, rồi người kia lại thì người nọ đi, thì hai cái nó khác nhau. Nhưng mà ở đây cái tối và cái sáng nó không có hai. Bởi không hai cho nên khi không có đèn, không ánh sáng thì gọi đó là tối. Vừa có đèn có ánh sáng thì nó sáng, chứ nó không có hai cái riêng đối lập thực sự. À, bởi vậy cho nên cái minh với vô minh cũng vậy. Bây giờ nói gần như tâm chúng ta lúc mà mê. Bây giờ tôi nói thí dụ gần á, ví dụ như người tu mình mà lúc nào bị cái chú vô minh nó ám ảnh, cái thấy cái gì đó, hoặc là thấy chiếc xe Honda mới cái mình mê quá, hoặc là thấy người ta có cái đồng hồ đẹp của mình mê quá mà mình không có tiền mua, rồi mình trăn trở, mình lo âu, mình phiền não, thì khi mình đương lo lắng bực bội tìm cách để cho có tiền mua chiếc đồng hồ hay chiếc Honda đó, cái giai đoạn đó thì giai đoạn đó gọi là giai đoạn mê, gọi là vô minh. Rồi bất thành cái mình đọc câu kinh nào có Phật dạy cái mình tỉnh, ôi cái đó là tướng giả dối, có gì đâu quan trọng, mình biết rõ xe Honda cũng là cái tướng duyên hợp hư dối, cái đồng hồ cũng là tiếng duyên hợp hư dối, thì những cái hư dối đó có gì quan trọng mà mình phải mê, cái mình tỉnh liền. Thì như vậy cái mê và cái tỉnh, hai cái đó nó có cách biệt nhau không? Thì cũng như hai nơi tâm trí mình, mà khi thì mê, mê thì mình say mê trong cái đó, lúc mình tỉnh thì mình liền bỏ, mình không cầm theo nữa. Thì như vậy mới thấy rằng cái minh và vô minh nó không có cách biệt. Cũng ngay nơi mình, mà khi cái duyên nào đó thì mình theo cái vô minh, còn khi có cái duyên nào đó thì mình tỉnh thì mình hết vô minh. Như vậy thì nó không phải là hai, nhưng mà cái người không biết lại thấy là hai. Cho nên tánh không hai tức là Phật tánh. Khi mà chúng ta nhận được cái tánh không hai đó là chúng ta thấy được Phật tánh, thật tánh. Thật tánh ở phàm ngu mà chẳng giảm, ở hiền thánh mà chẳng tăng. Cái tánh thật đó khi còn là kẻ phàm ngu nó cũng không mất, khi được thành thánh nó cũng không có thêm. Nè, trụ trong phiền não mà không loạn, ở trong thiền định mà chẳng lặng lẽ. Bởi vì cái thật tánh đó dù lúc mình mang đầy phiền não nhưng nó cũng vẫn yên tĩnh sẵn sàng, và lúc mình ở trong thiền định thì nó cũng vẫn sẵn vậy, chứ không phải đợi định nó mới lặng. Chẳng đoạn, chẳng thường, nó không phải hai bên, không phải là đoạn, không phải là thường. Chẳng đến, chẳng đi, chẳng ở khoảng giữa và trong ngoài, nó không phải có cái nơi chốn cố định. Không sanh, không diệt, tánh tướng như như, thường trụ chẳng đổi, gọi là đạo. Đạo là cái như vậy. Cho nên cái chỗ này tôi cũng nhắc, có nhiều khi chúng ta tu rồi có nhiều Phật tử hay hỏi, ví dụ như có người Phật tử hỏi như vậy, thử mình trả lời sao? Hỏi thưa thầy,
trong kinh nói có chân tâm, mỗi người đều có chân tâm, có Phật tánh. Bây giờ xin hỏi thầy coi, chân tâm hay là Phật tánh thì bây giờ nó ở đâu? Mình trả lời coi sao. Mình có chân tâm, mình có Phật tánh. Bây giờ tôi hỏi chân tâm Phật tánh mà trong kinh nói mình ai cũng có đó, mà hiện giờ nó ở đâu? Bây giờ làm sao trả lời? Thì ở chỗ đó tôi chỉ cho thấy nhiều khi chúng ta bị phải một cái bệnh là khi nghe người ta hỏi một câu hỏi liền tìm cách trả lời liền, mà chưa có xác định câu hỏi đó là đúng hay là sai. Đó. Như bây giờ có người hỏi chân tâm hay là Phật tánh nó ở đâu, thì bây giờ nếu là người thực hiểu á thì không cần trả lời, mà chỉ hỏi lại họ: ông nói chân tâm Phật tánh có hình tướng hay là không hình tướng, phải không? Nếu nó có hình tướng thì nó có chỗ ở, còn nếu nó không hình tướng mà hỏi chỗ ở là hỏi bậy, phải không? Cũng như bây giờ tôi hỏi cái bàn, cái ghế ở đâu thì mấy huynh đệ trả lời được. Bây giờ tôi hỏi hư không ở đâu, mấy huynh đệ trả lời sao? Hư không nó không có hình tướng cho nên nó ở đâu cũng có. Còn cái bàn, cái ghế có hình tướng thì mới có chỗ nơi. Cho nên đặt vấn đề chỗ nơi mà hỏi cái không hình tướng là câu hỏi trạch, phải không? Mà câu hỏi trạch thì chúng ta đáp thì càng đáp thì càng sai. Đó. Bởi vậy cho nên khi họ hỏi câu hỏi đó thì chúng ta chỉ cần gạn lại thử coi họ có biết chân tâm Phật tánh là cái gì chưa. Nếu họ không biết, họ nói bậy mà hơi đâu mà trả lời, phải không? Cho nên chỉ cần hỏi lại họ, thì khi mà họ đã thấy cái lỗi họ sai rồi thì khỏi cần trả lời, mà họ cũng hiểu. Thì ở đây tổ nói cũng vậy, nghĩa là cái chỗ đó nó không có tướng mạo, cho nên không đến, không đi, không sanh, không diệt. Bởi không có đối đãi, bởi không đối đãi thì làm sao mà đặt cái nơi chốn được. Thuyết giảng nhờ chỉ dạy, quát nhiên đại ngộ. Lễ từ trở về cung, dân biểu tâu lên những lời của tổ. À, phải không? À, phải rồi. Thuyết giảng xưa thầy nói chẳng sanh chẳng diệt, đâu khác với ngoại đạo. À, liền qua một cái nghi khác, nói chẳng sanh chẳng diệt e nó giống như ngoại đạo. Thì tổ bảo ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt là đem cái diệt để dừng cái sanh, lấy cái sanh để bài cái diệt. Diệt vẫn chẳng diệt, sanh nói không sanh. Ta nói chẳng sanh chẳng diệt là vốn tự không sanh, nay cũng không diệt, thế nên không đồng với ngoại đạo. À, cái chỗ này lại càng khó hiểu nữa. Thì ngài thuyết giảng, ổng cho rằng nói không sanh không diệt á, là cái lối nói của ngoại đạo. Thí dụ như ở Ấn Độ thì Bà La Môn giáo người ta nói Phạm Thiên là không sanh không diệt, phải không? Hay là ở nước Việt Nam mình mà ông bà mình trước hay nói có đấng tạo hóa đó, phải không? Mình là cái người bị tạo ra nên có chết có sống, còn tạo hóa có chết có sống không? À, thì như vậy đó, hiểu rằng có một cái tạo ra, cái đó không chết không sống. Do đó cho nên ngài nói cái đạo là không sanh không diệt thì ông nghi nói như vậy đó là trùng giống với ngoại đạo. À, thì ngài liền trả lời: ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt là đem cái diệt để dừng cái sanh, lấy cái sanh để bài cái diệt. Tức là ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt là nói cái này đối với cái kia, tức là cái diệt đối với cái sanh hay là cái sanh đối với cái diệt. Còn tổ nói chẳng sanh chẳng diệt á, là chỉ cho cái thể đấy vốn là không sanh. Không sanh thì đâu có cái diệt, phải không? Phàm có sanh thì mới có diệt.
mà không sanh thì làm gì có diệt. Bởi vậy cho nên chỉ cái thể tánh thanh tịnh gọi là tánh giác hay gọi là chân tâm đó, nguyên nó là không sanh. Không sanh thì làm gì có diệt. Bởi vậy cho nên không có đối đãi lấy cái sanh để bài cái diệt, hay lấy cái diệt để biết cái sanh. Không phải như ngoại đạo như vậy. Nếu ông muốn biết tâm yếu, chỉ tất cả thiện ác trọn chặt chớ suy nghĩ, tự nhiên được vào tâm thể thanh tịnh, lặng lẽ thường tịch, diệu dụng hằng xa. Bây giờ tới cái chỗ chỉ tâm yếu. Tâm yếu là cái gì? Cái chỗ mà không khởi nghĩ thiện ác. Không khởi nghĩ thiện ác, đó là cái tự nhiên tâm thể thanh tịnh. Mà tâm thể thanh tịnh đó là cái tâm yếu của chư Phật chẳng gì hết. Thì như vậy chúng ta mới thấy lục tổ hai lần chỉ cái tâm yếu này, phải không? Lần thứ nhất là chỉ cho ai? Lần thứ nhất là chỉ cho Ngài Huệ Minh đó. Khi mà đuổi theo gặp rồi, nói rằng tôi chỉ cầu pháp chứ không có cầu y bác. Thì tổ nói nếu ông cầu pháp thì ngồi, thì đứng yên tĩnh, rồi tôi sẽ nói cho nghe. Khi yên lặng rồi, phải không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh, phải không? Nghe câu đó cái ông họ. Thì ở đây ông thuyết giảng, khi Ngài nói tâm yếu, nếu ông muốn biết tâm yếu, chỉ tất cả thiện ác trọn chớ suy nghĩ. Tất cả thiện ác trọn chớ suy nghĩ, tự nhiên được vào tâm thể thanh tịnh, lặng lẽ thường tịch, diệu dụng hằng xa. Đó là chỉ thẳng tâm yếu rồi, phải không? Bây giờ tất cả chúng ta ở đây, nếu mà muốn sống cái tâm yếu đó thì sao? Hai bên nó không còn, không có niệm thiện, không có niệm ác, mà tất cả cái vọng tưởng sinh diệt của mình đó đều nằm ở trong cái gì? Trong cái thiện ác có không đối đãi đó, phải không? Mọi cái niệm đối đãi đó nó dấy khởi lên gọi là tâm động. Mà tất cả cái niệm thiện ác đối đãi không có thì tâm nó động hay không động? Này, tâm không động. Mà chính chỗ tâm không động đó là lặng lẽ, là thanh tịnh. Như vậy thì tổ lành thứ hai chỉ tâm yếu một cách rõ ràng, không có giấu giếm, không có che đậy gì hết. Nhưng mà người học của mình á, thì nghe chứ mà ít có thâm nhập, thấy không? Chính ông thuyết giảng là người cư sĩ, mà nghe tới câu này cái thì ông sao? Thuyết giảng nhờ chỉ dạy quát nhiên đại ngộ. Quát nhiên đại ngộ, ở đây ai đại ngộ chưa? Sao vậy? Dở ông thuyết giảng rồi. Lẽ ra chúng ta phải nhận ra, bởi vì tất cả cái niệm đối đãi lặn xuống thì tâm yếu hiện tiền, còn niệm đối đãi dấy lên thì tâm yếu mất ẩn đi. Nó rõ ràng như vậy. Thì cái điều này nói thì mấy huynh đệ thấy như nó khác hơn các kinh khác, nhưng mà xét cho tột cùng cái chỉ yếu thì nó không khác. Tại sao? Bởi vì nếu mà mình nhập định tu thiền, dù cho thiền nguyên thủy hay thiền nào, mà miễn mình tới định á, thì hai cái niệm đối đãi nó còn không? Nếu còn niệm đối đãi thì đâu có định, phải không? Đó, nghĩa là niệm đối đãi lặng hết thì mới gọi là định. Thì như vậy chỗ mà niệm đối đãi lặng đó tức là thể hiện được cái tâm yếu. Mà nếu đợi mình ngồi nó mới lặng thì cái tâm yếu đó nó chỉ có trong một chặng thôi. Làm sao mà trong mọi quay nghi, đi, đứng, ngồi, nằm, mình đều không có khởi niệm theo đối đãi. Niệm đối đãi không có khởi thì đó là chúng ta đang sống với cái tâm thể thanh tịnh. Mà như vậy thì đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền, đều là định.
ngày mùng 3 tháng 9 năm ấy có chiếu tưởng dụ sư rằng quát như đại ngộ lễ từ trở về cung, dân biểu tâu lên những lời của tổ. Ngày mùng 3 tháng 9 năm ấy có chiếu tưởng dụ sư rằng, chữ tưởng dụ đây tức là để mà khích lệ đó, thầy từ vì già bệnh, từ tức là từ từ chối đó, vì trẫm mà tu hành làm phước điền cho đất nước, thầy cũng như ngài tỉnh danh giả bệnh thành tỳ gia để xiển dương đại thừa, truyền tâm chư Phật, nói pháp bất nhị, tiết giảng truyền lại lời thầy chỉ dạy, chi kiến Như Lai, trẫm chứa được nhiều công đức lành, gieo được hạt giống lành đời trước, mới gặp thầy ra đời, đốn ngộ pháp thượng thừa, cảm ơn đức thầy, đầu đội không thôi, cùng dân chiếc ma nạp cá sa và bát thủy tinh, sắc cho thứ sử Thiều Châu sửa sang lại chùa và ba hiệu chùa cũ thầy ở là chùa Quốc Ân. Như vậy thì cái lời của nhà vua, mình thấy nhà vua thật là thông cảm. Khi nghe ngài từ chối, không bực bội, không tự ái, mà lại cho rằng cái lời của ngài rất là tốt. Ngài từ chối vì để ở lại tu hành, ngài từ chối để mà tu. Mà tu vậy đó là cái thì người mà đã làm lợi ích cho triều đình, cho đất nước rồi, như vậy thì rất là mang ơn ngài, đổi ơn ngài không có thôi. Thì như vậy chúng ta thấy nhà vua rất là hiểu đạo, phải không? Thôi.